Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình xin tôi mời nha các bạn. Nói như thế thì bố đứng dậy vậy. Từ từ anh Tần nói đi mà. Tần phải Tần. Nói gì đi mời nha các bạn. Cái em một chỗ cùng. Có đầu chỗ này mà tô. Chặt chỗ ở đây. Hai người đôi chặt ở đây. Đồ đang muốn chuyển chỗ ra. Đang muốn chuyển nó kia nhưng không anh kia mà là không chuyển nó kia, sợ có người ngoài kia lại kiểu xem video có nhạc lại dính vào. Bản quyền nhà TikTok nè. Hôm nay ông này báo lắm. Đọc báo chửi hắn quá. Rồi. Đây tôi đi. Chán gì vào đây tôi. Khán giả lại kêu đi. Thằng này có ba tay à. Bốn tay thì kêu ngồi ngồi trên một mình trên đây chán. Hai thằng Mato Mia đứng ngậy. Ai? À, thằng Long đi học chiều. Không, à, Long sáng à? Ở đâu sáng chiều nhỉ? Chị ào. Còn chưa học sáng. Trời ơi, sao nó đi làm mà. Tôi học chiều rồi. Mua kênh nè, áo bật. Mua kênh dễ trong nhắn tin cho mình thằng Long đây. Dễ nhưng mà có hỏi được không là vấn đề. Nói thì hề, mình mua rồi. Ê, chắc có sự ra mua này không? Lắc lừ đạo ấy kia mà thôi mày học thôi thì mày có mày phải căng thế. Cái hôm có thằng nó hỏi mà mình không mua nó mà giá như anh giá như thế nó mình bảo chụp anh đắt lên đi miễn nó bảo giá như anh. Thế lúc mình bảo anh kia đi về, lúc anh kia về nơi nó bảo nó lại bảo là thôi em không bán đâu. Nó lại bảo là em chỉ hỏi thôi em chưa định bảo bé thì anh kia anh quên ông cay tại vì lúc đấy là mình chưa biết nên là bảo anh kia về cay mấy nhau này quả đấy tưởng bắt được con mồi rồi nó biết mình bắt mồi chó mua thế là nó cay nhéo rồi nhỉ. Giờ thôi để cay nhéo đây cay đi không cần xin lỗi các bạn nha, để lại cho các bạn này không cần phải. Giờ tôi này sao tỉnh thoảng cho tè tè đỡ đừng. Nhìn cái máy tao thời châu ấy luôn. Phải cho anh tôi mua kênh thì ấy xứ. Bước nghe đây chịu. Nên thử ngồi một lần nó biết. Thôi. Ngất ngừ. Ê đi video ông thế cũng ngồi. Mình ngất ngừ này. Ê đi video mai có hôm ảnh của người xong. Nghe đi nó còn chán hơn cả. Website. Không mà in đỡ hơn đỡ một cân. 5 triệu. Làm có 4 triệu đầy sức đà. Ta phản mặt. Bay tiền. Mày đang tôm một ác quỷ. Làm chậm như vậy sướng. Thì cái này tại này hello ý đê bố ta mà chẳng. Làm video nó đi. Què đồ, nhanh đi nó phá trụ bớt. Thế không bởi em phá trụ sau đó cũng 1 phút thì cũng là tốn. Bấn đi, bấn đi em. Bấn đi vào. Đừng có bị bấm bùm đái. Ủa thế là còn biết bấm. Thì bố lên bố cân hài thì... Ta chứ gửi. Rồi đi. Tí thì bắt nó tầm quần chạy. Châu lắm. Thì mẹ mó tốt tốt cả cao tốt tốt. Nè tốt. Bắn phép. Chửa luôn vậy. Ui. Anh chạy em. Như vậy dèo mình là cái thủ như vậy. Như
như Doom này nóng quá lồn thồn gì. Vậy là em tôm xong qua. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình chụp tô màu nha các bạn. Nói như thế thì bố nó giải dụng. Xin chào, anh Tần nói đi mà. Tần phải Tần nói cái là mình tô nha các bạn. Có đâu tô này mà tô. Chặt tô ở đây. Hai người tôi chặt ở đây. Đang muốn chuyển chỗ ra. Đang muốn chuyển ra kia nhưng không anh kia mà là không chuyển ra kia, sợ có người ngoài kia lại kiểu xem video có nhà phải dính bản quyền. Bản quyền nhà TikTok nè. Hôm nay ông này báo lắm. Báo béo chửi hắn quá. Rồi. Đây tôi đi, tôi với tôi. Chán gì vào đây tôi đi. Khán giả lại kêu đi, thằng này có ba tay à. Bốn tay thêm một tay. À, bốn tay. Kêu tôi ngồi trên một mình trên đây chán. Hai cái thằng bắt đầu mới đứng dậy. Ai? À, thằng Long học chiều. Không, à, Long sáng à. Ở đâu sáng chiều nhỉ? Chị giàu. Ờ, chứ nó học sáng. Trời ơi, sao nó đi làm à? Cái đó học chiều rồi. Mua cây nè, áo được rồi. Một cái dễ trong nhắn tin cho mình thằng Bắc Long đây. Dễ nhưng mà câu hỏi là không là vấn đề. Mọi người hề, ô mình mua rồi. Ê chém con sừ ra em vừa nãy ngồi đi. Ngất ngừ. Ngồi em lấy đi. Lắc lừ đạo anh kia mà. Thôi mày học thôi thì mày có mày phải căng như thế. Ý cái hôm của thằng nó hỏi mà à, mình đi mua nó mà giá như anh. Giá như thế nó mình bảo chụp anh đắt lên đi miễn là giá như anh. Cái lúc mình bảo anh Kim đi về, lúc anh Kim về đến nơi nó bảo nó lại bảo là thôi em không bán đâu. Cái mà anh nó lại bảo là em chỉ hỏi thôi, em chưa định bảo bán. Thật đấy anh Kim, anh quên không cay tại vì lúc đấy là mình chưa biết nên là bảo anh Kim về. Cái mà anh nhưng mà quả đấy tưởng bắt được con mồi rồi, nó biết mình bắt mồi cho anh. Cái nào nhỉ? Dạ thôi, để cái néo đây. Cái nào đi? Không cần. Xin lỗi các bạn nha, để lại cho các bạn này. Không cần phải. Dạ tôi như này, sao thỉnh thoảng cho tè tè nó đỡ đừng. Nhìn cái mẹ tao thơ thì trâu ấy. Phải cho anh tôi một kênh thì cái xứ. Bước nghe đây chịu. Nên thử ngồi một lần nó biết. Thôi ngất ngừ edit video thế cũng ngồi mày ngất ngừ cái này chắc edit video mai có hôm ảnh của người hay không edit nó còn chán hơn cả website không mà edit đỡ một tuần 5 triệu là mà có 1 triệu đầy sức đạp. Tạt phát mặt bay tiền. Tạt phát mặt tỉnh. Mày đang tô mặt ác quỷ. Làm chậm đi đây, xứ gương. Nhìn cái này, tại này hello lôi bí đê, bố ta phải chậm. Làm cái gì nó đi. Què đồ, nhanh đi, nó phá trụ bớt. Thế không bẻ, phá trụ thì sao đó có 1 phút thì cũng là tốn. bắn bắn chửa luôn lại ui như vậy giờ
cái thùng này bạn. Như đun này nóng quá rồi thôi thì phải đem tôm xong đi các bạn.